Mình đã có một thời gian dài trải nghiệm tàn nhẫn này. Là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ. Bị không nghe chuyện à? Sao đây Bi? Sao đây? Ừ? Sao? Mẹ đâu? Mình đã có một thời gian dài trải nghiệm tàn nhẫn này. Là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ mình đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả đều là những sai lầm mình không bao giờ muốn kể ra cho người ngoài. Không ngừng dằn vặt bản thân và làm bầm dập sức khỏe tinh thần của chính mình. Bị không nghe chuyện à? Sao đây Bi? Sao đây? Ừ? Sao? Mẹ đâu? Sao mày? Sao cùng nhau chạy lại làm gì? Sao? Ừ? Mặt... Sao? Mẹ đâu? Mẹ ra đây đâu? Ừ? Mẹ bắt tắt 7 đi ba ba. Nhá. Mẹ nào đánh đâu? Ừ? Mẹ đánh đâu? Mẹ mới qua Bí đây này. Qua đánh nhá. Bí này. Ừ. Anh về rồi ạ? Ừ. Bí chạy ra chờ xe. Bí nó chạy ra đón nhanh thế. Anh bánh nhá, đi đi. Hai đơn gì ạ? Đi xem bài. Hả? À? Nào. Ừ. Đấy. Thích quá. Đấy. 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 Ba con một quả như là trong làm được chính việc. Ờ. Đi ngồi đây một coi ba. Đi ngồi đấy, đi ngồi đây ba nhìn cái biển nhé. Đi qua đây nhá, để ba lấy tí nhá. Ừ. À, ba lấy tí, để ba lấy.
Bi vào đây làm gì anh? Mang gì đây? Đó, mang bánh vào cho chị à? Bi mang bánh vào cho chị á? Cảm ơn nhé. Mang bánh để bóc bánh ra ăn nhỉ. Thiếu cái bánh, đi ra đây. Rồi. Đó. Mà cắt bánh nhá. Đây, cắt bánh đi đây. Ngồi xuống đi, mình làm nó. Bánh ngon lắm, bán rồi. Đấy, đấy nhá, nhìn thấy chưa? Bánh này rất là ngon đấy, đấy. Nha. Nếp. Cắt bánh nhá. À, cả bạn cắt bánh nữa nhá. Mà cắt nhá, đừng ngần đấy. Cái này rất là dễ. Bi có thích ăn không đó? Và thấy bánh ngon là mà mua về cho Bi. Bi bình tĩnh đó. Bên này ba biết rồi nhá. Ăn siêu ngon nhá. Bánh ngon không? Bánh đâu mà ngon không? Ngon nhỉ? Đi ngồi đấy nhá, đi ngồi chơi nhá. Đi ngồi nhá. Để bà đi ấy nhá. Lấy cái khăn lau đi bên này đi ấy. Đi ngồi đây chơi đi. Ngồi đấy. Ngồi đấy nhá. Bye. Bye. Bye.
Yeah.